Các bạn thân mến, trước mắt các bạn đang là mẫu sản phẩm thương hiệu T của King Tony, một bộ 7 cây từ 8 cho đến 17. Mẫu sản phẩm này đang được đánh giá là một trong những cái mẫu sản phẩm đến từ Đài Loan uy tín bậc nhất, đạt chứng chỉ ISO 9001, bảo hành 1 năm cho tất cả khách hàng. Trong kho của máy móc Minh Trí thì vẫn luôn có sẵn một bộ là 7 cây. Quý khách hàng nào có thể mua lẻ hoặc là mua cả bộ thì có thể liên lạc ngay với cả bên mình. Mẫu sản phẩm này thì khi nào đến nơi, quý khách hàng có thể xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng rồi thanh toán tiền. Nhắc đến cái thương hiệu bộ T 7 chiếc của King Tony thì anh em chắc chắn là sẽ không thể nào mà xa lạ gì nữa rồi. Đây là một trong những cái dòng đồ nghề không thể thiếu trong kho đồ nghề của thợ sửa chữa. Mọi chi tiết đặt hàng, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với cả hotline của bên mình là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com, 0915498666 hoặc là 0978390231 để đặt hàng thương hiệu bộ T của King Tony. Mẫu sản phẩm này khi nào đến nơi thì quý khách có thể xem hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền. Tránh tình trạng là chúng ta mất lòng tin khi mua hàng online nhé. Các bạn có thể truy cập vào website của bên maymocminhchi.com để tham khảo thêm những cái mẫu tin tức, bài viết phục vụ trong công việc rửa xe cũng như là sửa chữa xe máy ô tô dành cho anh em chúng ta. Những anh em nào chúng ta là thợ sửa chữa thì cái công việc đòi hỏi phải nâng cao tay nghề là liên tục và cấp thiết, thì bên Máy Móc Minh Trí với đội ngũ cộng tác viên đăng bài 24/24. Ở đây chúng tôi thì luôn chia sẻ những cái bài viết, video mới nhất phục vụ trong công việc rửa xe hay sửa chữa của anh em. Tài liệu 100% miễn phí hoàn toàn, cả video cũng như là bài viết rất là chi tiết cho anh em rồi nhé. Anh em chỉ cần kích vào website của bên mình là maymocminhchi.com để tham khảo thêm nhé.